Xe đạp Hùng Hằng xe bãi lướt xin được kính chào cô chú anh chị và các bạn. Xe đạp Hùng Hằng xe bãi lướt nhà em để chuyên bán và order các cái sản phẩm xe đạp thể thao cũng như phụ tùng phụ kiện xe đạp thể thao cao cấp là hàng chính hãng từ thị trường Nhật Bản đi theo đường bay về Việt Nam ạ. Hôm nay em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một mẫu xe road hay còn gọi là xe đạp đua, xe tay cong đấy ạ. Đến từ thương hiệu Bensoline, thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ nha các bác nha. Con Bensoline này thì là model của nó là Zopac SL4 Sport nha các bác nha. Khung sườn carbon, dây đi âm sườn. Đây à, em sẽ đi và em quay chi tiết nha. Màu của nó là màu đen phối với lại cả màu đỏ. Cái màu đen rất là đặc trưng của cái thằng Bensoline nha các bác nhé. Cái màu đen của thằng Bensoline này thì nó không phải là một cái màu đen xì đâu, mà nó kiểu dạng như là màu xám đen ấy. Và cái nước sơn bóng của nó thì nó có cái nó có cái bắt ánh sáng ấy các bác. Nó có cái hiệu ứng là bắt ánh sáng nhé. Màu đen rất đặc trưng của thằng Bensoline. Xe rất đẹp các bạn. Con này có giảm chấn nhé các bác nhé. Này, giảm chấn trước, giảm chấn sau rồi. Em sẽ quay rất là gần, rất là chậm từng chi tiết để sao cho các bác có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ của xe nha. Và trong khi quay thì xe có chảy xước ở đâu hay lỗi lầm gì em cũng sẽ báo ngay nha. Dòng carbon là phát carbon 10R các bác nhé. Đây là những cái bụi bẩn này. Nhà em mặt đường đâm ra là cái việc mà bụi bẩn nó bám lên xe này. Nó rất là nhiều bụi bẩn. Đây là tem chứng chỉ UCI này. Size của nhà sản xuất là size 49 này. Tí nữa em sẽ đo thông số thực tế. Con xe này size cũng khá là đẹp, khá là phù hợp với lại cả vóc dáng của người Việt Nam đấy các bạn. Đấy, nước sơn rất đẹp. Tình trạng của xe là còn siêu đẹp, siêu tốt luôn. Đây là nó có một miếng dán ly lông này để cho khi mà mình đi cái xích nó có va đập kiểu này thì nó cũng không làm chảy cái sườn, cái đuôi càng phía sau. Đây là cái công nghệ kiểu như là nó có cái công nghệ bắt sáng ấy, ở cái sơn màu đen này của cái thằng Bensoline. Hiệu ứng bắt sáng. Sử dụng bộ group để em xem là 1055588 các bác nha. Hai đĩa 11 líp này các bác nhìn này, líp này líp đẹp gần như mới luôn nha. Đây các cái răng líp này, từ tầng 1 đến tầng thứ 11 này, răng líp thì vuông vắn này, dày dặn này, đẹp gần như mới luôn. Nó chỉ có là xe họ để lâu họ không đi thì là cái dầu cha sen nó có bám dầu cha sen và bám bụi bẩn nhé, nên nhìn cho cái nhìn lên là nhìn cái líp nó hơi bẩn. Còn đâu các bác nhìn những cái răng líp này, răng líp gần như mới luôn nhé. Thông số của líp là 1132 này, 11 tầng líp và tầng lớn là 32 răng, tầng nhỏ là 11 răng các bác nhé. Đây các bác nhìn này, các răng líp này rất đẹp luôn này. Và một sợi sen mắc kép nha các bác nha. Sợi sen này thế sen còn rất là đẹp nha. Và đây này các bác nhìn này, cái độ ôm khít của sợi sen này cực kỳ ôm khít nha. Xe này họ sử dụng rất là ít các bạn, nên là cái bộ group này nó còn gần như là mới luôn. Và kể cả từ cái sợi sen ý, cái độ ôm khít của sen, sợi sen cũng gần như mới luôn. Đây là cái cùi đề phía trước này, cái gạt đĩa này 1055.800 này, rất là đẹp nha. Đây các bác nhìn đi, cùi đề phía sau nó còn chưa có một vết chày nào luôn nha các bác nha. Cùi đề phía sau chưa có một vết chày nào luôn nha. Giò đĩa 1055.800 này. Giò đĩa của nó là, đây kể cả líp cũng là líp 105 nha các bác nha.
clip cũng là clip 105 5800 đồng bộ với bộ group này. À, giò đĩa là giò đĩa của Brasit Quốc. Brasit Quốc là cái thương hiệu sản xuất phụ tùng phụ kiện xe đạp thể thao nổi tiếng của Mỹ đấy ạ. Thông số của đĩa là 50-34 các bác nhé. Đây giò đây. Đây giò là giò dài 170 này. Đây giò dài 170 này. Mã số của cặp giò đĩa này và cái mã check code QR này các bác này. Rất là sắc nét, rất là rõ ràng nhé. Đây các cái răng đĩa đây. Răng đĩa thì còn rất là đen nha các bác nha. Răng đĩa còn rất là đen. Đây giò đây cũng rất là đẹp nhé. Cái thằng giò đĩa, cái thằng Ben Slide này nó rất là thường xuyên sử dụng cái giò đĩa của thằng Brasit Quốc này các bác nhé. Cái Brasit Quốc này là cái giò đĩa này là giò đĩa nhôm, nó là cái công nghệ nhôm nguyên khối, nó cắt CNC. Nó cắt cái đĩa này của nó này là nguyên một cái khối nhôm nó cắt CNC. Rất là đẹp đúng không các bác, đen nháy luôn này. Ngàm phanh là ngàm phanh axit và vành cũng là vành axit nhá. Axit là cũng là cái thương hiệu phụ tùng phụ kiện nổi tiếng của Mỹ đây, cái thằng Ben Slide này, nó là thương hiệu xe đạp của Mỹ. Nên là nó toàn dùng đồ cũng của Mỹ luôn nha các bác nhá. Ngàm phanh axit Mỹ này, vành Mỹ này. Giò đĩa thì Brasit Quốc cũng là của Mỹ. Còn cái bộ group thì là 105 5800 nha các bác nhá. Đây, ngàm phanh này. Gọi là đẹp mới leng keng các bác nhé. Đen bóng này, các cái ốc thì rất là trắng sáng nha, mà phanh cực kỳ dày dặn luôn. Đây ngàm phanh trước đậy thế ạ, rất là đẹp ạ. Tay phanh tay đề lắc này. Bên phải này chưa có một vết chày nào luôn nha các bác nhé. Gọi là đẹp mới leng keng luôn đấy. Đây bên trái đây cũng vậy ạ, chưa có một vết chày nào luôn này này các bác này. Rất là đẹp luôn này, đẹp, leng keng luôn. Từ cái tay lắm cao su này của nó cũng thế nha, rất mới, rất đẹp. Dây quần nguyên bản theo xe từ bên Nhật về này, các bác nhìn này, dàn đầu ghi đông bô tăng của mới không? Mới leng keng luôn này. Ghi đông bô tăng là nhôm siêu nhẹ chính hãng của Ben Slide nhé. Cọc yên thì là cọc yên carbon của S buộc rồi. Cái cọc yên rất là đặc trưng của cái dòng Ben Slide. Và thằng S buộc là có cọc yên giảm chấn ở đầu cọc yên này. Và một chiếc yên cũng chính hãng của Ben Slide luôn. Xe đẹp như mới thì yên cũng phải đẹp như mới rồi các bạn. Đây là cái, nó không phải là vết chày xước gì đâu, nó chỉ là cái vết bẩn này. Kiểu như là họ dựa vào cái tường vôi ấy, thì là cái, hay là cái sơn ấy, nó dây ra. Cái này em lau đi là sẽ hết thôi ạ. Rãnh thoáng khí ở giữa các bác nha, rất là đẹp. Con xe này thì được sản xuất ở tại Đài Loan này các bác này. Cái chiếc sườn này này nó có cả lỗ chờ để các bác có thể nâng cấp lên group điện nhé. Các bác đây là nếu như mà về sau này muốn nâng cấp thì các bác có thể nâng cấp lên một bộ group điện. Đây là cái lỗ chờ để ra cái group điện đấy ạ. Chỉ những các cái con sườn đời cao thì nó mới có cái lỗ chờ group điện nhé. Đây là cái mã check code QR của cái chiếc càng này. Xe còn rất là đẹp, đẹp gần như mới luôn. Đây, chứng chỉ oxy này. Size của nhà sản xuất là size 49, nhưng tí em sẽ đo thực tế xem là bao nhiêu. Đấy, gầm xe còn rất mới, rất đẹp đúng không các bác. Đây này, mã vạch này, số khung này, còn mã check code này. Tem mác rất là đầy đủ, mọi thứ thì còn rất là sắc nét, rất là rõ ràng vào đây nữa. Đây, Ben Slide bao giờ nó cũng có cái tem ở dưới gầm của cái gióng ngang nha các bác nhé. Rất sắc nét, rõ ràng. Và như vừa nãy em đã nói rồi đấy, cặp bánh nhôm của Axit, Axit của Mỹ đấy ạ. Đùm là đùm Axit nha, chạy bạc đạn, cối lỗ. Kể cả lốp cũng là lốp chính hãng của Ben Slide này các bác này. Lốp chính hãng của Ben Slide còn, và con lốp này là thì là vẫn còn rất là ngon nha các bác nhé. Lốp là vẫn còn rất là ngon, rất là đẹp. Đây lốp thì không hề có hiện tượng rạn lứt chân chim gì đâu ạ. Vành bánh cam lan đẹp. Các cái má liền này em quay cho các bác xem. Đây là những các cái vết bẩn thôi các bác nha. Đây này má liền này, những các cái đường gân gân của cái má liền ấy nó vẫn còn rất là dày dặn nhé.
lá liền còn rất là đẹp này, căm lan đẹp này, vành bánh đẹp, không hề bị chảy xước sứt sẹo gì đâu ạ. Căm lan thì vẫn còn đen móng ấy nha các bác nhá. Đùm axit này, lốp cũng còn ngon các bạn. Nói chung là cặp lốp này chúng ta vẫn còn có thể sử dụng được, nó cũng vẫn còn ngon. Nó cũng có mòn đôi chút ở trên cái mặt mặt trên của lốp rồi, nhưng mà nói chung là nó không có dạn lứt chân chim gì cả, chúng ta vẫn còn có thể sử dụng được. Lốp là lốp chính hãng của Bensola, các bác nhìn cái má liềng không, liềng má liềng sáng bóng ấy. Xe họ sử dụng rất ít nha các bác nha, để em xem đây nào, cái thông số lốp của nó là bao nhiêu đây. Chưa nhìn ra mắt, để tí em quay sang bên kia em nhìn này, đùm axit này, bạc đạn này, cối lổ này, nó có tiếng cối lổ nhẹ nha các bác nha, đấy tiếng cối lổ nhẹ nha các bác nha. Và đây là cặp bê đan của xe nhé. Xe này về nó còn chưa có gọng nước, em sẽ bù cho các bác gọng nước. Và đây là bê đan. Xe rất là đẹp này. À đây, thông số của lốp đây các bác. Thông số của lốp là 726 nha các bác nha. Về sau này này, các bác nhìn thấy cái má liền đẹp không? Đẹp như mới luôn này. Các bác có thể thay, đây là bẩn này, các cái vết bẩn. Các bác có thể thay lên thành lốp 725, 723. Hoặc cũng có thể nếu như các bác thích đi lốp quả to, lốp các bác thay thành 728. Còn đâu lốp ở trên xe của nó hiện tại là 726. Xe rất là đẹp ạ. Bây giờ em sẽ đo qua thông số của xe này. Con xe này cũng được em mua trực tiếp từ thị trường Nhật Bản và đi theo đường bay xách tay về các bác nhé. Xe thì nó có giấy tờ chuyển nhượng, do người dân người ta bán người ta cấp. Con nào có giấy chuyển nhượng thì em cũng xin, các bác mua xe thì em cũng xin gửi trả cái giấy này kèm theo xe nha. Đây dòng ngang này các bác ơi, em đo tâm tâm này, dòng ngang của nó là 50 này, đo thực tế là 50 này. Và nhà em thì cam kết là hàng nhà em bán ra là 100% là hàng chính hãng nhé. Xe nhà em bán ra 100% là hàng chính hãng. Nhà em không bán hàng 1-1 hay hàng nhái nhé, chỉ bán hàng chính hãng và hàng duy nhất từ một thị trường, đó là thị trường Nhật Bản đây ạ. Đây, trước tiên em đo từ mặt dòng ngang đo xuống các bác nhé. Từ mặt dòng ngang đo xuống là 43 này các bác này. Nếu mà em đo đến điểm khóa chốt yên này thì nó là 45 nhé. Đây, đo đến điểm khóa chốt yên là 45. Dòng ngang là 50. Với cái thông số này thì sẽ phù hợp với các bác là có cái chiều cao khoảng độ từ 1m60. Kể cả là các bác dưới 1m60 một chút thì các bác vẫn đi được nhé. Từ độ 1m58, 59 các bác vẫn có thể đi được. Nhưng mà đi đẹp thì từ 1m60 đến tầm độ 1m68, 69 trở lại. Vậy là em vừa giới thiệu rất là chi tiết, rất là đầy đủ đến các bác. Con xe đến từ thương hiệu Bensola, xe tay cong, xe đạp đua. Cấu hình là khung sườn carbon, dây đi âm sườn, bộ chuyển động là 1055.800. Và hai cái ngàm phanh này là của Mỹ, axit vành bánh cũng axit Mỹ nha các bác nhé. Và xe thì theo như em đánh giá thì là còn độ khoảng đến tầm 90, trên 90% nha các bác nhé. Và em cũng đã quay rất là chi tiết tỉ mỉ rồi đấy ạ. Các bác có thể nhìn thấy rõ và các bác cũng có thể đưa ra đánh giá cho riêng mình. Còn đâu em đánh giá là nó còn phải đến tầm độ khoảng 90%, 90% trở lên ạ. Và hiện tại thì cửa hàng nhà em giao bán con xe này với cái mức giá cũng rất là tốt các bạn, 26.500.000 nhé. 26.500.000 một con xe đường trường đến từ thương hiệu Bensola, thương hiệu rất là nổi tiếng đấy ạ. Bác nào có chiều cao phù hợp, kinh tế phù hợp thì nhắn tin gọi điện cho em nhé. Số điện thoại thì em ghi ở tiêu đề của video ấy, và cũng là chính là cái số điện thoại đây ở trên biển hiệu nhà em đây, 0813 382 223. Các bác ở gần thì em mời các bác đến trực tiếp cửa hàng nhà em ở địa chỉ số 600 và 602 tổ dân phố Toàn Thắng, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm thực tế.
À, các bác xem kênh nhà em thì cũng xin hãy ủng hộ em bằng cách cho em xin lượt đăng ký, lượt chia sẻ, để mỗi khi em lên video mới thì YouTube sẽ thông báo đến các bác để các bác có thể theo dõi video của em sớm nhất và chọn cho mình những con xe phù hợp ạ. À, còn bây giờ thì em xin cảm ơn các bác, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Các bác nhớ bấm nút chuông nhỏ thông báo nha để nhận thông báo ạ. Em chào các bác, cảm ơn các bác ạ.